thống kê từ các bản tin COVID-19 sáng và tối 2 tháng 8 của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận đến 7.455 ca COVID-19. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất cả nước với 4.264 ca bệnh. Tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh tính từ đầu dịch được Bộ Y tế công bố đã lên đến gần 99.000 bệnh nhân, chiếm hơn 60% tổng số bệnh nhân cả nước kể từ đầu dịch. Hiện tổng số bệnh nhân trên cả nước kể từ đầu dịch là 161.761 ca. Chiều 2 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị được cấp vaccine COVID-19 liên tục cho thành phố để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua 16 đợt phân bổ vaccine phòng COVID-19 của Bộ Y tế, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêm hơn 1,7 triệu liều. Riêng đợt 5 đã triển khai gần 800.000 liều đến các nhóm đối tượng ưu tiên. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến trong tháng 8 năm 2021 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và tổ chức tiêm hơn 4 triệu liều vaccine để đảm bảo độ bao phủ vaccine cho người dân cũng như tính cấp bách của công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đó, Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế quan tâm xem xét phân bổ vaccine liên tục cho thành phố để thực hiện mục tiêu đến cuối tháng 8 có 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.